Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay Nam sẽ test cái cây bô Uma V3 gắn lên cho cái chiếc ẹt nha. Bô này bô mới luôn, mới vừa gắn xong luôn. Thì bây giờ mình sẽ test cái tiếng âm thanh để cho mọi người xem nha, tham khảo về cây Uma V3 này. Rồi, giờ sẽ nổ máy. Rồi, đây là cái ranty xe thì nó ở cái mức là 1.500 nha. Gắn bô này thì chúng ta nên để cái ranty xe nó nằm ở mức 1.500 thì âm thanh xe nó sẽ chuẩn giống như vậy nè. Nghe cái tiếng thanh nó đều, nó giòn, nó không có bị hụp. Còn khi mà gắn cái bô này lên mà ranty chúng ta có 1.000 thì nó sẽ bị hụp, âm thanh nó sẽ ra không hay. Đó, đây là âm thanh ranty nè. Nó rất là ấm và giòn luôn, đều, hơi nó ra rất là đều. Đó, âm thanh này. Rất đều luôn, giòn. Còn khi chúng ta lên ga nhẹ nè, đó, âm thanh rất là ấm luôn, cực kỳ ấm. Phải nói là trong các dòng bô tăng giả zin dành cho F150 thì cái cây bô tăng Uma này là cái cây hãng Uma này cho âm thanh nó ra rất là hay, ấm, và cái tiếng của nó nghe nó vừa phải, không quá ồn ào, không gây những cái ánh mắt khó chịu đối với những người đi đường xung quanh. Chúng ta nghe âm thanh rất hay luôn, và đi xa rất là nhẹ, đi thành phố rất là thoáng xe luôn, mát máy. Đặc biệt ở cái bô này anh em chơi chán không là bán lại vẫn có giá trị nha, chứ không phải như những cái bô khác. Đi rất là êm ấm luôn, đi hình dạng nó y chang zin luôn, không khác gì hết. Đó, liên lạc với một cây luôn, gắn y chang zin luôn, không khác gì hết, rất là đẹp. Đó, âm thanh cực kỳ hay luôn. Rồi, đây là vòng cua máy nha, lên cái dòng cua nó rất là mướt. Đó, nó không có bị đờn hay hụp gì hết. Nhiều anh em nói lên bô này bị hụp không? Không có hụp gì hết nha. Bô này mới gắn luôn, rất là đều, ấm luôn. Đi này đi tour là nhức nhắc, không gì phải phải từ chối hay là chơi bài luôn á. Rồi anh em nào cần cứ vô lòng ghé shop Nam Oil nha, Nam Oil có gắn cho anh em liền luôn. Rồi, một cây vậy là 1750 nha mọi người ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip.